Hello anh em ơi, giờ mình sẽ chơi một trận game chiến đấu Aram thần sầu. Hôm nay quên đi hết những nỗi buồn anh em nhé. Và bây giờ sẽ là mình sẽ chơi game. Ok anh em ơi. Đấy, sau mỗi video thì mình sẽ đeo một cái tai nghe để đánh dấu được lãnh thổ anh em ạ. Đấy. Dân mày đại nhà luôn anh ạ, để mình xem check xem của bạn mình nó đã lành gì nhé. Đấy, vào trận chơi luôn nha anh em nhé. Chơi luôn chứ không phải là gì đâu. Đấy, mình sẽ lại để ở đây. Đấy, mình sẽ để một góc khác nhau anh em ạ. Đấy thì chưa vào trận anh em ạ. Đây thằng bạn mình vẫn vàng 3 nha anh em nhé. Vàng 3, vàng 4 anh em ạ. Ui, JC. Mình chọn được JC luôn anh em ạ. Rồi đánh JC nha, đánh JC cho nó khét này nèn luôn anh nha. Cầm sát thương chuẩn luôn anh em ạ. Cầm tốc hành luôn anh em ạ. Cầm tốc hành nó mới máu anh em ạ. Ủa, vận động viên siêu cấp luôn anh em ơi. Mỗi tội thằng bạn mình không có cái skin nào của JC này anh em ạ. Thế nên mình sẽ cầm xem nào. À, mình sẽ cầm cái bắn bắn này anh em nhé. Cầm cái bắn bắn này cho nó chiến anh em ơi. Ok, thì xin chào tạm biệt anh em nhé. Đấy thì mình sẽ quay video. Đấy, thì sau một phút mình sẽ đổi góc qua như này. Đấy, anh em thấy khắc bọt chưa? Khắc bọt ngay anh em ạ, đẹp luôn chứ này. Quá đẹp luôn, để mình xem bao nhiêu phút nữa nha. 15 phút nữa cơ anh em ạ. Thì trong thời gian chờ 15 phút nữa thì mình sẽ đánh AC. JC chứ không phải AC anh em ạ. Thì các bạn không có phép, chứ rồi mình JC. Thì JC sẽ rất là mạnh luôn, chứ không phải là không mạnh gì đâu anh em ơi. Đấy, thì anh em biết rồi đấy. Mình rất là buồn ngủ, 9 giờ. 9 giờ đến 10 giờ, 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ, đến 2 giờ mình sẽ làm bí thuốc nào mình đi ngủ. Đấy thì cũng sẽ rất là buồn anh em nhé. Đấy thì rất là buồn ngủ luôn. Nhưng mà không biết là phải như thế nào. Đấy, phải như nào cho nó đỡ buồn lòng anh em ạ. Đấy. Thế nên là cuộc đời này là những nỗi buồn là dạng áp phò anh em ạ, đây là dạng áp phò. Đấy. Đấy, có tem bạn có cả Tún BV, Dinh này tuyết rơi anh em, Lucien, Cao Bồi, Thèn Á Hói, Đông Lào, Mốt 19 anh em ạ. Còn tên của mình là Pháp TV Phương anh em ơi, Pháp TV Phương. Đấy, thì mình sẽ để đây cho nét nha anh em nhé. Đấy, để đây nét hơn. Ôi, đổ anh em ơi, đổ rồi nha. Đấy, quen nét chưa anh em. Đấy, xem thư mục được bao nhiêu cái anh em nhé. Không xem được thư mục anh em ạ. Đấy thì vào trận luôn rồi anh em nhá. Sau khi vào trận thì mình sẽ lên tất cả các kim, rồi mình sẽ lên nước mắt này. Đầu tiên là mình sẽ lên nước mắt anh em ạ. Lên nước mắt và vậy thôi. Đấy, mình sẽ lên nguyệt đao trước hoặc lên này trước thì cũng được anh em ạ. Tại vì nó cũng giống nhau thôi mà. Ok anh em, thì giờ mình sẽ chuyển dạng súng nhá. Chuyển dạng súng, mình sẽ bắn bụp 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 một cái. Bụp luôn nhưng mà không trúng anh em ạ. Không trúng anh em nhá. Đấy, bắn liên tục luôn anh em ạ. Thì tất nhiên mình sẽ phải di chuyển thành A để kiểu nó bắn nhanh anh em, nó bắn nhanh luôn ấy chứ không phải là gì đâu. Đấy, ác quỷ A Hoi nha anh em nhé, A Hoi nha. Hello, xin chào anh em. Đấy thì mình sẽ quay kết thúc video tại đây. Trúng luôn anh em ơi, trúng luôn chứ không phải là không trúng. Ôi rồi, đại cao thủ luôn anh em ạ, đại cao thủ luôn chứ không phải là đùa. Bán đại cao thủ luôn anh em ạ. Thế nên là mình sẽ đứng ở xa xa thôi nhá. Xin chào tạm biệt anh em. Hẹn gặp anh em ở